Quyển 11, thứ 6, Tam Ma Hí Đa Địa, phần 1. Như vậy đã thuyết ba địa có tầm, có tứ địa, không tầm chỉ có tứ địa, không tầm không tứ địa. Này sẽ thuyết về Tam Ma Hí Đa Địa. Sao gọi là Tam Ma Hí Đa Địa? Cốt Đản Nam nói, nêu chung cùng an lập, tác ý tướng sai biệt, nhiếp tông yếu các kinh, các nghĩa tạp sâu rốt. Nếu lược thuyết Tam Ma Hí Đa Địa nên biết: A. Vì nêu chung. B. Vì an lập. C. Vì tác ý sai biệt. D. Vì tướng sai biệt. E. Vì lược nhiếp tông yếu các kinh, kiến lập nên địa này. A. Nêu chung. Trong địa đây lược có bốn chủng: một tĩnh lự, hai giải thoát, ba đẳng trì, bốn đẳng trí. Một tĩnh lự, đó là bốn tĩnh lự. Một, từ ly sanh có tầm có tứ tĩnh lự. Hai, từ định sanh không tầm không tứ tĩnh lự. 3. Ly hỷ tĩnh lự. 4. Giải niệm thanh tịnh tĩnh lự. 2. Giải thoát, đó là 8 giải thoát: 1. Hữu sắc, quán các sắc giải thoát. 2. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại các sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát, thân tác chứng trụ đầy đủ giải thoát. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng, thân tác chứng trụ đầy đủ giải thoát. 3. Đẳng trì, đó là 3 tam ma địa: 1. Không tam ma địa. 2. Vô nguyện tam ma địa. 3. Vô tướng tam ma địa. Lại có 3 chủng: 1. Có tầm có tứ tam ma địa. 2. Không tầm chỉ có tứ tam ma địa. 3. Không tầm không tứ tam ma địa. Lại có 3 chủng: 1. Đại tam ma địa. 2. Tiểu tam ma địa. 3. Vô lượng tam ma địa. Lại có 2 chủng: 1. Tu một phần tam ma địa. 2. Tu đầy đủ phần tam ma địa. Lại có 3 chủng: 1. Hỷ câu hành tam ma địa. 2. Lạc câu hành tam ma địa. 3. Xả câu hành tam ma địa. Lại có 4 chủng: 4. Tu vô lượng định. Lại có 5 chủng: 5 thánh trí tam ma địa. Lại có 5 chủng: 5 chi thánh tam ma địa. Lại có nhân có đầy đủ chánh tam ma địa của bậc thánh. Lại có kim cương dụ tam ma địa. Lại có hữu học vô học, phi hữu học phi vô học tam ma địa. 4. Đẳng trí, đó là 5 hiện kiến tam ma bát đề, 8 thắng xứ tam ma bát đề, 10 biến xứ tam ma bát đề, 4 vô sắc tam ma bát đề, vô tưởng tam ma bát đề, diệt tận định tam ma bát đề. B. An lập, tức là chỉ hết thảy, đây gọi là đẳng dẫn địa, chẳng phải tâm tánh nhất cảnh ở dục giới. Do hết thảy đây, định đây được dẫn bởi vô hối hoan hỷ và an lạc, còn dục giới thì chẳng vậy. Trong các cõi không phải dục giới, ở nơi pháp hoàn toàn không tránh quán sát sâu xa. Lại nữa, ở trong sơ tĩnh lự nói là ly sanh hỷ, do chứng trụ đây đoạn trừ năm pháp, đó là dục dẫn hỷ, dục dẫn yêu, bất thiện dẫn hỷ, bất thiện dẫn yêu, bất thiện dẫn xả. Lại tu tập viên mãn năm pháp, đó là hoan hỷ an lạc và tam ma địa, dục dẫn hỷ đối với năm diệu lạc, hoặc lúc mới được, hoặc lúc đã được, đang thọ dụng, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc đã từng lãnh thọ, do các duyên đây nhớ nghĩ lại nên sanh hoan hỷ. Dục dẫn yêu đối với năm diệu dục, hoặc mong cầu mà không tuệ lòng, hoặc đã thọ dụng mà sau đó không được lại nữa, hoặc được rồi liền mất, do các duyên đây sanh nhiều ưu não. Bất thiện dẫn hỷ, như có người vui thích với hành nghiệp sát sanh cho đến tà kiến. Bất thiện dẫn yêu, như có người yêu khổ với hành nghiệp sát sanh cho đến tà kiến. Bất thiện dẫn xả, như có người là vua hoặc đồng bậc với vua, hoặc tể quan hoặc đồng bậc với quan, tự không vui thích làm các ác nghiệp như sát giết, nhưng thuộc hạ làm các ác nghiệp mà họ không ngăn cấm, cũng không an trụ trong tỷ nại gia do phóng xả. Đây nên theo đuổi tạo các ác nghiệp, kia ở nơi các nghiệp đây hiện tiền lãnh thọ hiểu biết, không phải không hiện tiền, lại ở nơi buông xả, xem soi tìm cầu phương tiện làm ác. Lại ở nơi các ác đắm trước không đoạn dứt, dẫn phát buông xả. Lại lúc bất thiện hiện tiền phát sanh triền chuyển, thì phát khởi thọ trung dung, tức là không phải khổ, không phải vui. Hoàn, từ bản lai hạnh thanh tịnh, tu quán hạnh thanh tịnh làm tư lương địa, vô hối làm tiền dẫn, ý an ổn thích duyệt, tâm tánh hân hoan dũng mãnh, hỷ tránh tu tập phương tiện làm tiền dẫn, thích duyệt vui mừng sâu, tâm tánh hân hoan dũng mãnh. An, liều thô trọng, tánh thân tâm nhẹ nhàng vui thích. Lạc, do tâm nhẹ nhàng vui thích như vậy nên thân tâm được vui không tổn hại và vui giải thoát. Vì dụng tánh lìa phẩm thô trọng của các phiền não,
nên ở nơi các phiền não được giải thoát, Tam Ma Địa, ở nơi sở duyên tránh quan sát sâu tâm tánh nhất cảnh. Đức Thế Tôn ở nơi phương tiện vô lậu, trước thuyết về Tam Ma Địa, sau thuyết về giải thoát, tức là do khéo thành tựu tròn đầy lực Tam Ma Địa, ở nơi các phiền não tâm vĩnh viễn giải thoát, hoặc ở nơi phương tiện hữu lậu, trước thuyết về giải thoát, sau thuyết về Tam Ma Địa, tức là do chứng quả tác ý phương tiện cứu cánh nên đoạn phiền não rồi mới đắc căn bản Tam Ma Địa, hoặc đồng thời thuyết Tam Ma Địa cùng với giải thoát, tức là ở nơi tác ý phương tiện cứu cánh đây cùng với đạo không gián đoạn khác trong Tam Ma Địa. Vì Tam Ma Địa và giải thoát đồng thời có, lại nữa được có 5 cái là chướng ngại của các tĩnh lự và đẳng trí. Đó là khi sắp chứng được cảnh giới kia có 5 cái năng làm chướng ngại. Những gì là 5? 1. Tham dục cái, 2. Sân khỏe cái, 3. Hồn trầm thủy miên cái, 4. Trọ cử ác tác cái, 5. Nghi cái. 1. Tham dục cái, tức đối với 5 diệu dục theo đuổi tướng diệu hảo, muốn thấy, muốn nghe cho đến muốn xúc chạm, hoặc tùy nhớ nghĩ đến các tướng diệu hảo đã lãnh thọ trước kia, nhớ nghĩ truy cầu luyến tiếc. Hỏi: Tham dục cái đây lấy gì làm thức ăn? Đáp: có tướng diệu hảo và nơi tướng diệu hảo kia, tư duy bất chánh, nhiều tập quen lấy đây làm thức ăn. Tướng diệu hảo tức là tướng vi diệu thủ thắng bậc nhất của các dục. Nếu ở nơi dục đây năng xả lìa tâm nhiễm, thì ở nơi các sự hạ liệt khác cũng được lìa nhiễm. Như chế phục được sức mạnh thì sức yếu còn lại cũng tự bị khuất phục. Hiện rõ việc ấy thế nào, đó là trên thân người nữ có 8 chỗ nhiếp lấy tướng diệu hảo khả ái. Do 8 chỗ này khiến người nam bị người nữ trói cột, đó là cà múa, cười liếc mắt, dung mạo đẹp đẽ, tới lui xúc chạm êm dịu, tiết lễ. Do nhân duyên đây sở hữu tham dục chưa sanh khiến sanh, sanh rồi khiến tăng trưởng, cho nên gọi là thức ăn. Vì ở nơi tướng kia tư duy bất chánh nên tham dục chưa sanh khiến sanh, lại vì nhiều tập quen khiến tham dục tăng trưởng bội phần. Hỏi: cái gì không phải là thức ăn của tham dục cái? Đáp: có tướng bất tịnh và ở nơi tướng kia như lý tác ý hiểu tu tập lấy đây không phải thức ăn. Hiểu rõ việc ấy thế nào, đó là quán thân đầy có chủng chủng bất tịnh, đầy dãy tạp uế, gọi là quán tướng bất tịnh của nội thân, lại quán bên ngoài thân chủng chủng bất tịnh, tức là quán tướng sanh trương phình, gọi là quán tướng bất tịnh của ngoại thân. Do quán hai tướng bất tịnh đây, tham dục chưa sanh khiến không sanh, sanh rồi năng đoạn, cho nên nói đây không phải là thức ăn. Vì ở nơi tướng kia như lý tác ý nên tham dục được ngăn chặn khiến không sanh khởi, lại vì nhiều tu tập khiến tham dục sanh rồi cũng năng đoạn. Hai, sân khỏe cái, hoặc nhân đồng phạm hạnh nêu những lỗi phạm, hoặc nhân nhớ đến những việc làm không lợi ích trước kia, hiện tướng nóng giận, tâm sanh giận dữ tức tối, hoặc muốn gây tạo những việc không nhiều ích đối với hành vi sẽ làm kia, hiện tướng nóng giận, nhiều suy nghĩ quán sát, tâm sanh giận dữ tức tối. Hỏi: sân khỏe cái lấy gì làm thức ăn? Đáp: có tánh sân khỏe, có tướng sân khỏe, và ở nơi tướng kia tư duy bất chánh, nhiều tập quen lấy đây làm thức ăn, nương vào các việc không nhiều ích nên tâm sanh não hại, gọi là tánh sân khỏe. Việc không nhiều ích gọi là tướng sân khỏe. Ở nơi chín việc não hại mà tác ý bất chánh gọi là tư duy bất chánh. Hết thảy việc như vậy đều gọi là thức ăn của sân khỏe. Hỏi: cái gì không phải là thức ăn của sân khỏe cái? Đáp: có nhân từ hiển thiện và ở nơi tướng kia như lý tác ý nhiều tu tập lấy đây không phải là thức ăn, lại từ thiện đây là tướng hẳn muốn làm an lạc cho người, nhiếp thuộc lực tu, do lực tư trạch nhiếp lấy tác ý để phục chín việc não hại khiến năng đoạn trừ sân khỏe cái, nên trong kinh nói đây không phải là thức ăn. Ba, hồn trầm cái, hoặc nhân hủy hoại tịnh giới cho đến không thực hành ngay cả một hạnh thiện, không giữ gìn căn môn, không ăn, không biết lượng, không siêng tinh tấn, không giảm bớt hôn trầm mê muội, không trụ tránh biết mà tạo tác các việc, ở nơi pháp tù đoạn cũng không siêng giả hạnh, tùy thuận sách khỏi tất cả phiền não, thân tâm hồn muội tánh không có khả năng nhẫn chịu. Thủy miên cái, tâm rất mê muội yếu kém, lại thuận theo đó sanh khỏi phiền não hủy hoại ra hạnh đoạn, là tánh hôn trầm. Tâm rất mê muội yếu kém là tánh thủy miên, cho nên hai tánh đây hợp chung thành một cái, lại tánh hôn muội không có khả năng khảm nhẫn, gọi là hôn trầm. Tâm tánh rất yếu kém gọi là thủy miên, do hôn trầm đây
lúc các phiền não và tùy phiền não sanh, không sót lại cận duyên nào khác, còn như thủy miên các phiền não và tùy phiền não khác, hoặc gặp có thể sanh hoặc gặp không sanh. Nếu sanh hồn muội thì nhất định thủy miên cũng khởi. Hỏi: hôn trầm thủy miên cái lấy gì làm thức ăn? Đáp: có tướng hắc ám và ở nơi tướng kia tư duy bất tránh nhiều tập quen, lấy đây làm thức ăn. Hỏi: cái gì không phải là thức ăn của hôn trầm thủy miên cái? Đáp: có tướng quang minh và ở nơi tướng kia như lý tác ý, nhiều tu tập, lấy đây không phải là thức ăn. Quang minh có ba chủng: 1. Quang minh trị bóng tối. 2. Quang minh pháp. 3. Quang minh nương thân. Quang minh trị bóng tối có ba chủng: 1. Vào ban đêm như ánh sáng của trăng sao. 2. Vào ban ngày như ánh sáng mặt trời. 3. Cả ngày và đêm như ánh sáng của lửa châu báu. Quang minh pháp: như có người tùy theo sự lãnh thọ, sự tư duy, sự xúc chạm mà quan sát các pháp hoặc lại tu tập niệm Phật. Quang minh đường thần, tức là như có hữu tình, thần tự nhiên phát ánh sáng, nên biết quang minh ban đầu đối trị ba chủng bóng tối: 1. Đối trị bóng tối ban đêm. 2. Đối trị bóng tối của mây. 3. Đối trị bóng tối do ngăn tre như hang động, nhà cửa. Quang minh pháp năng trị ba chủng hắc ám, đó là không như thật, biết các pháp ở quá khứ, vị lai, hiện tại, sanh nhiều nghi hoặc. Đối với Phật pháp tăng cũng là như vậy. Trong đầy vô minh và nghi đều gọi là hắc ám. Lại chứng quan sát năng trị hắc ám hôn trầm thủy miên, dụng đây có thể hiện rõ tánh các pháp. 4. Trạo cử cái, do nhân tầm tư thân thuộc, tầm tư đất nước, tầm tư bất tử, hoặc tùy nhớ nghĩ đến các hành động đã trải qua, cười đùa vui vẻ, nên tâm sanh tháo động, tánh nhảy nhót. Ác tác cái, vì nhân tầm tư thân thuộc, sanh tâm hối tiếc, như tầm tư, duyên nào ta lìa xa thân thuộc, duyên nào ta không đến nơi ấy, duyên nào đi khỏi trốn như vậy mà đến nơi đây, ăn thức ăn như vậy, uống thức uống như vậy, áo quần giường nằm chỉ được như vậy, cho đến thuốc trị bệnh và các vật nuôi thân chỉ được như vậy. Do duyên nào xưa ta xuất gia, khi còn niên thiếu trẻ khỏe, sao không đợi đến lúc già yếu? Hoặc vì nhân nhớ nghĩ các việc cười đùa vui vẻ hành động đã từng trải qua trong quá khứ, sanh tâm hối tiếc, như tầm tư, ta lẽ ra nên thọ dụng những việc vui chơi, ca hát, tụ tập, bạn bè, giao du, vì duyên nào mà lại cương quyết xuất gia, chia lìa thân quyến bè bạn, khiến người thân khóc lóc buồn thương, do trùng trùng nhân duyên như vậy thảy, nên sanh tâm ưu buồn, luyến tiếc. Đây là ác tác hối tiếc thứ nhất. Trạo cử trước và ác tác đây hợp chung thành một cái, lại đối với việc nên làm, không nên làm, tùy theo chỗ thích hợp, hoặc đã từng làm, hoặc chưa từng làm, do đây tâm sanh hối tiếc. Như trước kia đáng lẽ ta nên làm như vậy mà không làm, không nên làm như vậy mà lại làm. Tùy loại trừ ác tác trước do hối tiếc sanh, vẫn chưa thể xả bỏ sự trói buộc của ác tác sau. Đây là ác tác hối tiếc thứ hai. Về sau tâm buồn não luyến tiếc trở lại sanh tương tục chẳng dứt. Đây cũng là ác tác hối tiếc, nhưng lại là một chủng loại khác thuộc ác tác. Thứ tự hai chủng ác tác phi sự sanh khởi trước và ác tác sau, tùy cùng với trạo cử không giống nhau, nhưng tướng tháo động nhảy nhót của trạo cử được xếp ngang với tướng ưu buồn luyến tiếc của ác tác, cho nên trạo cử và ác tác được thuyết chung là một cái. Hỏi: trạo cử ác tác cái lấy gì làm thức ăn? Đáp: ở nơi tầm tư thân thuộc cho đến ở nơi các việc cười đùa vui vẻ hành động đã trải qua, tư duy bất tránh, nhiều tập quen tướng như vậy, lấy đây làm thức ăn. Tầm tư thân thuộc, nhân thân thuộc hoặc hưng thạnh, hoặc suy giảm, hoặc ly tán, hoặc hòa hợp, phát khởi tâm vui mừng lo âu, sanh tính toán nghi ngại. Tầm tư đất nước, nhân tướng đất nước hoặc thạnh hoặc suy như trước đã thuyết. Tầm tư bất tử, nhân giai đoạn thiếu niên và già suy đạo làm các việc, hoặc làm việc lợi người nên phát khởi sung sướng, buồn bã, tâm sanh tính toán nghi ngại. Cười: có người hoặc nhân lúc mở đầu cuộc nói chuyện, nhân lúc tóm lại cuộc nói chuyện mà cười lộ răng, tụ họp vui vẻ, nói chuyện bi bô. Chơi: các trò chơi như song đục xúc sắc, và có các trò chơi, trò vui chơi hoàn lạc khác như thọ dụng quả lại, thọ dụng cảnh giới, thọ các khoái lạc, hoặc do cùng một chỗ, hoặc nhân hí luận, trụ vui vẻ. Hành động là tướng cầm nắm tay, nắm tóc hoặc xúc chạm một thân phần, hoặc ôm, hoặc hôn, hoặc quay liếc nhìn nhau, hoặc làm các việc khác. Hỏi: cái gì không phải là thức ăn của trạo cử ác tác cái? Đáp: có Samatha và ở nơi tướng kia như lý tác ý, nhiều tu tập, lấy đây không phải là thức ăn. Samatha là chín chủng trụ tâm và các pháp nhiếp thuộc phẩm Samatha.
Ở đây Pháp đáng nhàm chán hoạ hoạn hoặc suy hoặc thạnh, của mình, của người, tâm sanh nhàm chán, xa lìa, sợ hãi, chán ghét, an trụ, tịch tĩnh. Năm nghi cái, ở nơi thầy, ở nơi Pháp, ở nơi học, ở nơi sự dạy bảo và ở nơi chứng đắc, sanh nghi ngờ. Do ôm tâm nghi hoặc như vậy, chẳng thể dũng mãnh phương tiện tránh đoạn thú nhập tịch tĩnh. Lại ở đời quá khứ, vị lai hiện tại và khổ đế, sanh nghi hoặc, tâm ôm hai phần, mê mờ không hiểu rõ, nghi ngờ do dự. Hỏi, nghi cái lấy gì làm thức ăn? Đáp, có quá khứ, vị lai hiện tại và ở nơi tướng kia, tư duy bất chánh, hiểu tập quen, lấy đây làm thức ăn. Như tác tư duy sau, ta ở quá khứ là có hay là không, nói rộng như trên. Tư duy bất chánh tức là tư duy những điều không thể tư duy, những điều không thể tư duy tức là tư duy ngã, tư duy hữu tình, tư duy thế gian. Nếu ở nơi tự thân mình, nương đời sai khác mà tư duy tướng ngã, gọi là tư duy ngã, nếu ở nơi người khác thì gọi là tư duy hữu tình. Nếu ở nơi hữu tình thế gian và khí thế gian mà tư duy thì gọi là tư duy thế gian. Như tư duy thế gian là thường, hoặc thế gian là vô thường, hoặc thế gian cũng thường cũng vô thường, hoặc thế gian không phải thường, không phải vô thường. Hỏi cái gì không phải là thức ăn của nghi cái? Đáp có duyên duyên khởi và ở nơi tướng kia như lý tác ý, nhiều tu tập, lấy đây không phải là thức ăn. Vì quán thấy kia chỉ có pháp và chỉ có nhân pháp, chỉ có khổ và chỉ có nhân khổ, lại thấy tất cả sở hữu tư duy bất chánh đều là duyên vô minh, nên ở nơi cảnh ba đời chưa sanh, khiến chẳng sanh, đã sanh khiến đoạn. Nếu điều không như lý mà tác ý mạnh mẽ, nếu điều như lý mà không tác ý, đều gọi là tư duy bất chánh. Nếu chỗ đây xứng hợp đạo lý, nên biết chỗ đây gọi là như lý. Như ở trong bóng tối tác tưởng quang minh, nương phương tiện đây, tức là như lý tác ý, không phải không như lý. Ở nơi chỗ khác sẽ có như lý tác ý khác. Lại nữa, ở sơ tĩnh lự có đầy đủ năm tri, một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm tâm tánh nhất cảnh. Đệ nhị tịnh lự có bốn tri, một nội tịnh, hai hỷ, ba lạc, bốn tâm tánh nhất cảnh. Đệ tam tịnh lự có năm tri, một xả, hai niệm, ba chánh tri, bốn lạc, năm tâm tánh nhất cảnh. Đệ tứ tịnh lự có bốn tri, một xả thanh tịnh, hai niệm thanh tịnh, ba thọ không khổ không lạc, bốn tâm tánh nhất cảnh. Ở trong sở tĩnh lự, tầm tứ là sở duyên của thủ, tam ma địa là sở y của thủ, hỷ là cảnh giới của thọ, lạc là diệt trừ thô trọng. Ở trong đệ nhị tịnh lự, nội tịnh là sở duyên của thủ, tam ma địa là sở y của kia, còn lại như trước đã thuyết. Ở trong đệ tam tịnh lự, xả niệm chánh tri là sở duyên của thủ, tam ma địa là sở y của thủ, còn lại như trước đã thuyết. Ở trong đệ tứ tịnh lự, xả tịnh niệm tịnh là sở duyên của thủ, tam ma địa là sở y của thủ, còn lại như trước đã thuyết. Trong các tĩnh lự tuy có pháp khác, nhưng vì các pháp nêu trên trội hơn, lại vì người tu định ân trọng nên lập làm chi riêng. Hỏi, vì nhân duyên nào trong sơ tĩnh lự có tầm có tứ? Đáp, do kia năng nhàm chán hoạ hoạn dục giới, bèn nhập sơ tịnh lự, ở sơ tịnh lự chưa thể quán lỗi lầm tứ, lỗi tầm tứ. Ở đệ nhị tịnh lự năng quán lỗi tầm tứ, cho nên nói là tầm tứ tịch tĩnh như ở đệ nhị tịnh lự. Vì thấy lỗi tầm tứ nên gọi là tầm tứ tịch tĩnh, thì ở đệ tam tịnh lự vì thấy lỗi của hỷ nên gọi là hỷ tịch tĩnh, và ở đệ tứ tịnh lự vì thấy lỗi của lạc nên gọi là lạc tịch tĩnh, giả niệm thanh tịnh. Đây là sự khác biệt. Lại nữa, các tịnh lự đây có các tên gọi sai khác và có tên là tăng thượng tâm, vì tâm thanh tịnh lực tăng thượng tránh thầm lự, hoặc có tên là lạc trú vì trong đây cực thọ lạc. Vì cớ sao? Bởi lẽ nương các tịnh lự nên lãnh thọ hỷ lạc, an lạc, xả lạc, thân tâm lạc. Lại vì người đắc định trong các tịnh lự lớp lớp nhập và xuất luôn lãnh thọ trụ an lạc trong hiện pháp. Vì ở trong định đầy hiện tiền lãnh thọ lạc trú hiện pháp, từ đây khỏi rồi nói lời như vậy: ta đã lãnh thọ lạc trú như thế như thế. Ở định vô sắc không thọ như vậy, cho nên không nói vô sắc định kia là lạc trú, nhưng từ định đây khởi rồi cũng phải chân chánh tuyên nói như vậy. Vì cớ sao? Nếu có bí xô A Lan Nhã tìm đến vị kia và hỏi, nếu vị kia không trả lời sẽ bị người hỏi chê trách: bí xô A Lan Nhã đây làm sao được gọi là A Lan Nhã? Nay ta hỏi ông ấy đã vượt qua sắc vô sắc tịch tĩnh giải thoát chưa mà ông ta không thể nhớ, cho nên nói nhập vô sắc định kia không phải là lạc trú. Hoặc lại có tên là niết bàn thường phần, cũng có tên là niết bàn sai khác,
Vì chỉ đoạn một phần các phiền não, vì không phải nhất định nên tên là Niết Bàn từng phần. Vì không phải rốt ráo Niết Bàn nên tên là Niết Bàn giải khác. Lại bốn tịnh lự đây cũng được đặt tên là ra khỏi các thọ. Đó là ở sơ tịnh lự xuất ly căn ưu, ở đệ nhị tịnh lự xuất ly căn khổ, ở đệ tam tịnh lự xuất ly căn hỷ, ở đệ tứ tịnh lự xuất ly căn lạc, ở trong vô tướng xuất ly căn giả. Như Đức Bạc Giả Phạm trong kinh Vô Đảo nói lời như vậy: Này Bí Xô, căn ưu sanh rồi, phải như thật rõ biết nó đang sanh ở vị nào, tức ở nơi vị đây. Dùng phương tiện đoạn, nếu bị gốc ưu gián đoạn tâm tương tục, bây giờ phải chân thật rõ biết. Lại phải như thật biết nhân duyên chỗ nương hoặc tướng hoặc hành của nó. Sao gọi là biết nhân? Đó là rõ biết trùng tử đầy tương tục. Sao gọi là biết duyên? Đó là rõ biết trùng tử đầy không hiếp lấy sở y và trợ bạn. Sao gọi là biết chỗ nương? Đó là biết gốc ưu nương gá sự việc đây mà được sanh, tức là năng phát sanh tướng của gốc ưu và trùng tử vô tri. Sao gọi là biết tướng? Đó là rõ biết đây là hành tướng buồn lo. Sao gọi là biết hành? Đó là rõ biết hành của sự năng phát đây, tức là từ tương ưng với không như lý tác ý. Đã biết như vậy rồi, ở trong xuất ly phải chế ngự giữ gìn tâm cẩn mật. Sao gọi là chế ngự giữ gìn? Tức là ở nơi hành nhiễm ô ngăn chặn thâu hiếp tâm, ở nơi tư duy tu giữ gìn an trụ bền vững, lại ở nơi sự việc đây tận diệt không sót thừa cho đến rốt ráo. Tức là đối với việc tận diệt tùy miên và tận diệt các triền, tịnh lự thế gian chỉ năng dần xả phẩm thô trọng của hai loại kia mà chưa thể nhổ bật trùng tử của nó. Nếu khác với điều này, tức trùng tử kia vĩnh viễn được nhổ sạch, về sau chẳng sanh trở lại vô lậu tịnh lự, thì hai trùng đều xả như vậy đối với các trùng khác, tùy theo đó mà biết. Hỏi: căn cứ những tướng nào để rõ biết căn ưu? Đáp: hoặc tướng nhiễm ô, hoặc dục xuất ly câu hành tướng thiện, căn khổ, hoặc do sức tăng thượng của tự thân, hoặc do sức tăng thượng của lao nhọc, hoặc do sức tăng thượng của lửa cháy, hoặc do sức tăng thượng của người bức bách, các bậc ly dục vẫn còn sanh khởi. Căn hỷ ở trong đệ nhị tịnh lự, tức nhiếp thuộc đệ nhị tịnh lự địa. Căn lạc ở trong đệ tam tịnh lự, tức nhiếp thuộc đệ tam tịnh lự địa. Hỏi: cớ sao nói là ở sơ tịnh lự chưa đoạn căn khổ? Đáp: bởi phẩm thô trọng của kia vẫn còn chưa đoạn. Hỏi: duyên nào người sanh ở sơ tịnh lự căn khổ chưa đoạn mà không hiện hành? Đáp: do trợ bạn và các khổ nhiếp thuộc căn ưu đã đoạn. Nếu như ở sơ tịnh lự đã đoạn căn khổ, vậy thì lúc hành giả nhập sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự, trụ sở tác thọ lẽ không có sự sai khác, bởi có cùng hỷ lạc. Nhưng trong kinh thuyết, do ra khỏi các thọ mà tịnh lực có sự sai khác, lại đây lẽ không tầm tứ tịch tĩnh và sở tác đoạn diệt thô trọng có sự sai khác. Như vậy các căn còn lại vì phẩm thô trọng đoạn thứ lớp nên các tịnh lự trên đoạn có sự sai khác. Lại vô tướng trong kinh thuyết là tâm vô tướng định. Ở trong định đây căn xả vĩnh viễn diệt nhưng chỉ hại được túy miên vì phẩm thô trọng của kia đoạn không sót thừa. Còn triền hiện tại không diệt. Vì cớ sao? Vì trụ ở vô tướng định ắt có thọ. Ở trong định đây dung chứa ba thọ là hỷ, lạc và xả. Đây các thọ kia không có tùy miên, chỉ vì phiền não đoạn nên gọi là đoạn. Phẩm thô trọng kia gọi là tùy miên. Lại gốc xả đây, từ xứ nào cho đến xứ nào, phải biết bắt đầu từ đệ tứ tịnh lự cho đến hữu đảnh. Lại nữa, nên biết xuất ly năm căn đây, từ sơ tịnh lự xuất ly căn ưu cho đến ở vô tướng xuất ly căn xả, và năm trùng thuận xuất ly giới kia, triền chuyển nhiếp lẫn nhau. Trong đây, do xuất ly dục khỏe hại, theo thứ lớp, tức là nói ở sơ tịnh lự xuất ly can ưu, ở đệ nhị tịnh lự xuất ly can hổ khổ, ở đệ tam tịnh lự xuất ly can hỷ, do xuất ly sắc, tức là nói ở đệ tứ tịnh lự xuất ly can lạc, do tát ca gia diệt, tức là nói ở vô sắc giới xuất ly tất cả các giả. Nói thuận xuất ly có những nghĩa gì? Tức là vì trụ đây có thể xuất ly nên gọi là thuận xuất ly, không phải nói do đây xuất ly khỏi kia vì người ly dục nên nói giới đây. Hỏi: các dục khỏe hại quyết định đoạn cùng một lúc, duyên nào kiến đập xuất ly riêng? Đáp: các xuất ly kia tùy đoạn cùng một lúc, nhưng vì tu đối trị có sự sai khác nên thuyết ba chủng xuất ly có sự sai khác. Đối trị có sự sai khác đó là bất tịnh từ bi, như thứ lớp ấy, hoặc có khi chỉ tu bất tịnh mà xuất ly tất cả, hoặc chỉ tu từ xuất ly tất cả, hoặc chỉ tu bi xuất ly tất cả, cho nên thuyết riêng ba chủng xuất ly
Vừa trên đây chỉ có một loại đối trị nên xuất ly sau không có sai khác. Sau gọi là người thấy mãnh lợi đều tùy niệm dục, tức là vì tác ý quan sát, tác ý ở nơi sự việc thủ thắng. Vì tác ý dụng cầu mãnh lợi, sao gọi là tâm không thú nhập ở trong các dục? Vì ở nơi các dục kia không thấy công đức thủ thắng, sao gọi là không đẹp? Vì ở nơi các dục kia vui thích chẳng sanh, sao gọi là không trụ? Vì ở nơi các dục kia không thấy vui thọ dụng là vui sướng. Sao gọi là không có hiểu sâu? Vì ở nơi các dục kia không vui giữ lấy tướng không như lý, sao gọi là ủ dột? Vì tùy phóng thả mà không thư thái, sao gọi là tan hoại? Vì thủ lấy cành rồi tầm rồi lại buông bỏ, sao gọi là không thư thái? Vì ở nơi sở duyên tùy cưỡng ép khiến trụ mà không vui thích, sao gọi là thầy trụ nơi giả? Vì hành vị bình đẳng, ở trong các vị bình đẳng tâm rong ruổi quán sát những gì gọi là yểm, do ở nơi dục kia thấy sâu quá hoạn, lấy quay lưng buông bỏ làm tánh. Đây lại có ba chủng, đó là vì vô thường, vì khổ, vì pháp biến hoại, những gì là ghét. Do ở nơi dục kia vừa mới thấy quá hoạn, liền quay lưng buông bỏ làm tánh, những gì là nghịch. Do ở nơi dục kia trong lúc thấy quá hoạn, quay lưng buông bỏ làm tánh, những gì là quay lưng. Do ở nơi dục kia về sau thấy quá hoạn, quay lưng buông bỏ làm tánh, trái với tướng trên là tác ý thú nhập ly dục, vì thấy công đức thủ thắng của ly dục. Sao gọi là đẹp? Vì ở nơi ly dục sanh tín thành tịnh mà chứng thuận. Sao gọi là trụ? Vì ở nơi sở duyên không bị lưu tán. Sao gọi là hiểu sâu? Vì ở nơi ly dục hành nhiễm ô không chuyển, ở nơi các phiền não được lìa hạ, ở nơi hành quay lưng buông bỏ như yểm ghét, lúc đang điều chuyển tâm không bị ngăn ngại, lại ở nơi xả không dụng công. Sao gọi là tâm khéo thệ? Vì trụ phương tiện tác ý cứu cánh. Sao gọi là khéo tu? Vì khéo tu tập tác ý khác nên biết trong đây thuyết vị đoạn trừ và vị đạo phương tiện đoạn trừ. Giải, vì giải thoát khỏi các triền. Thoát, vì giải thoát khỏi tướng sở duyên lệ hạ. Vì giải thoát khỏi tùy miên duyên theo các dục khiến sanh các lậu, tức là trừ dục tham phiền não còn lại ở trong dục giới tổn thiếu, tức là vì nhân cầm binh khí giao gậy gây tạo ác hạnh sai khác ở nơi các ác hạnh đây, hoặc gây tạo hoặc tăng trưởng nên sanh trong các ác thú. Thiêu đốt, vì nhân đây ăn uống ái dục thiêu đốt thân tâm não. Vì nhân đây nếu sự việc biến hoại bèn sanh sầu thán yêu khổ não. Ở nơi kia giải thoát vượt khỏi lìa hạ, tức là như thứ lớp trước đã nói. Vì giải thoát khỏi các triền sở duyên và tùy miên, sao gọi là chọn không lãnh nạc các thọ duyên kia, tức là nơi tùy niệm cảnh giới các dục sắp được đang được, các thọ nhiễm ô không hiện hành trở lại, giờ y thân không trụ các hoặc nhiễm ô như hoa sen hồng nước không thể bám. Lại có sáu chủng thuận xuất lý giới, như kinh đã rộng thuyết. Ta đã tu từ cho đến ta đã lìa các ngã mạn, nhưng ta vẫn còn bị tên độc nghi hoặc khiến tâm phiền muộn rối loạn, cho nên từ đối với khỏe hại không phải là tránh đối trị. Nên biết vì xả tà chấp như vậy mà kiến lập giới đây. Trong đây vì ly dục đối trị khỏe hại không vui tham có sự sai khác, cho nên kiến lập bốn tướng đối trị dẫn đầu. Vì quan sát thánh trụ đắc đạo lý, kiến lập chủng thứ năm là vô tướng. Vì quan sát rốt ráo tránh đạo lý, kiến lập chủng thứ sáu. Từ đối trị khỏe vì không tồn hành truyền, bi đối trị hại vì trừ khổ của người nên vui thủ thắng hành truyền, thì đối trị không vui vì vui đối với việc của người nên tùy hỷ hành truyền. Xả đối trị cả tham và khỏe vì xả hành truyền. Vô tướng đối trị tất cả các tướng vì trái ngược tướng, nếu liền ác mạn thì ở nơi giải thoát và chỗ chứng của tự thân quyết định không có nghi hoặc, cho nên lìa ngã mạn đây là đối trị của nghi hoặc.